Một ngư dân ở huyện Ba Chi, tỉnh Bến Tre gặp nạn ở trên biển đã được đội kiểm tra liên ngành thủy sản 335 tỉnh Cà Mau kịp thời hỗ trợ sơ cứu, đưa vào bờ cấp cứu an toàn. Ngư dân bị thương do bất cẩn trong quá trình lao động ở trên biển ở khu vực gần với đảo Hòn Chuối. Nhận tín hiệu cấp cứu, đội tàu thanh tra liên ngành thủy sản đã tiếp cận, chuyển ngư dân bị thương sang tàu sơ cứu, nhanh chóng đưa vào đất liền điều trị. Một ngư dân khác trú ở tỉnh Bình Định bị đột quỵ khi đang lao động trên biển đã được trực thăng của binh đoàn 18 đưa từ đảo Sinh Tồn, huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa về đất liền điều trị. Cụ thể là vào tối ngày 12 tháng 12 vừa qua, khi đang khai thác hải sản, ngư dân này bị đau đầu, méo mặt, yếu và mất cảm giác ở nửa người trái. Huyết áp cao được đưa vào bệnh xá đảo Sinh Tồn cấp cứu. Qua hội trần với Bệnh viện quân y 175, trần đoán bệnh nhân bị đột quỵ não. Đến 4 giờ sáng nay, trực thăng đã đưa bệnh nhân về tới Bệnh viện Quân y 175 để tiếp tục điều trị.